Ngoại hình gây sốc của Messi, Ronaldo và Mbappé ở tuổi 80. Công nghệ hình ảnh ngày càng phát triển có thể giúp chúng ta đi tới tương lai để ngắm nhìn diện mạo của Messi vào tuổi lên lão. Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo AI đã mang đến những thành tựu đáng ngạc nhiên. Paul Parsons, nhà báo chuyên mảng khoa học người Anh, đã sử dụng công nghệ AI để phác họa chân dung của các ngôi sao bóng đá ở tuổi 80. Sau khi tung hình ảnh ông lão của Messi, Ronaldo và nhiều tên tuổi lớn khác lên mạng xã hội, Parsons đã nhận được phản ứng dần dần của người hâm mộ. Phần đông ý kiến đều cảm thấy thú vị về hình ảnh tuổi 80 của các cầu thủ. Ronaldo vẫn điệu đà gớm nhỉ, Di Maria vẫn dễ dàng nhận ra bất luận anh ta ở tuổi 80. Đẹp lão nhất chính là Harry Kane là một số bình luận đáng chú ý. Cùng ngắm nhìn các ngôi sao bóng đá ở tuổi 80 qua phác họa của AI. Messi ở tuổi 80 đã bạc trắng mái đầu và gương mặt đầy nếp nhăn. Di Maria khiến người ta liên tưởng tới một ông lão cơ hàn đang phải nhận trợ cấp xã hội. Rodri điệu ở tuổi 80 vẫn chải tóc óng mượt và tỉa râu gọn gàng. Luka Modric với gương mặt gân guốc ở tuổi lên lão. Kylian Mbappé đã mất đi ánh mắt tinh nghịch, thay vào đó là sự mệt mỏi của tuổi 80. Có thể dễ dàng nhận ra Robert Lewandowski với điệu bộ nghiêm trang dù mái đầu đã điểm bạc.